Xin chào các bạn, tuần trước tôi được một bạn tặng cho cuộn nan cáp quang. Nhìn qua, thân nan có dạng tròn và đều một kích cỡ như vậy, xuyên suốt đến hết qua toàn bộ chiều dài cuộn nan. Với đường kính rộng 3mm như thế, việc này khá tiện giúp ta có thể làm thanh cánh và đuôi khi không cần dành nhiều thời gian cho việc vót nan diều. Tôi sẽ đo lấy một đoạn dài chừng 2m, rồi dùng cơ răng nhỏ cắt ngang qua tại vị trí vừa làm dấu. Bạn thấy, với chiều dài 2m thì thanh tỏ ra còn khá mềm yếu và chưa đủ lực chịu cho cánh diều. Có thể ta cần phải tiếp thêm vài đoạn cáp nữa. Tôi sẽ để tạm thanh này ở đây, rồi cắt thêm thanh thứ hai có chiều dài 1m60 và tiếp thêm thanh thứ ba dài 1m40, thanh thứ 4 dài 1m20, thanh thứ 5 dài 1m, thanh thứ 6 dài 80cm, thanh thứ 7 dài 60cm, thanh thứ 8 dài 40cm, thanh cuối cùng dài 30cm để ra được 9 thanh như thế. Sau đó làm dấu lại ở ngay giữa chính tâm của tất cả 9 thanh này. Bây giờ ta sẽ để thanh đầu tiên lên trên, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh thứ hai xếp bằng với tâm của thanh trước và xếp tiếp như thế với dấu giữa tâm ở thanh thứ ba vào dấu của thanh thứ hai, để ba thanh này theo một chiều nằm ngang song song với nhau và nhỏ keo để định hình chúng. Tiếp theo, tôi sẽ lấy dấu giữa tâm ở thanh thứ 4 xếp vào tâm của thanh đầu tiên theo chiều thẳng đứng lên trên và lần lượt như vậy với dấu thanh thứ 5 lên thanh thứ 2, rồi dấu thanh thứ 6 lên thanh thứ 3. Ta sẽ tiếp tục chồng dấu của thanh thứ 7 lên thanh thứ 4 và thanh thứ 8 lên thanh thứ 5, rồi thanh cuối cùng vào thanh thứ 6. Như thế, ta đã có được một thanh cánh với khoảng ở ngay chính giữa được xếp chín thanh thành dạng hình vuông và những đoạn xếp ra bên ngoài đầu cánh như bạn đang thấy. Để những đoạn chắp cánh được chắc chắn hơn, tôi sẽ cắt một đoạn dây dù 1 ly rồi tẽ ra thành 3 sợi. Lấy một sợi từ đoạn dây này, ta sẽ cẩn thận cuốn theo vòng ở tất cả các điểm nối và buộc bổ sung thêm thành từng đoạn ngắn. Việc buộc dây mỏng như thế sẽ giúp các mối nối được hạn chế các gờ nổi đi. Vậy là xong, ta đã hoàn thành được một thanh cánh. Tôi sẽ cắt thêm cáp rồi làm tương tự một thanh nữa giống như vậy và ra được hai thanh cánh cho diều. Sau đó, dùng một thanh tre dạng tròn với một đầu lớn hơn có đường kính khoảng 1,2cm nhỏ về đầu còn lại 8mm cùng chiều dài 1m40 và có được một thanh thẳng ở ngay giữa phần cánh. Để làm đuôi cho diều, tôi sẽ cắt một đoạn cáp có chiều dài 1m06 và thêm một đoạn nữa dài 3-4cm rồi làm dấu lại ở giữa chính tâm của hai thanh này và xếp điểm giữa tâm có ở hai thanh vào nhau theo chiều thẳng song song, cố định chúng lại tạo thành một thanh đuôi cho diều. Để có thể nối liền khoảng yếm từ đuôi lên cánh, tôi sẽ cắt thêm hai thanh cáp nữa có chiều dài 50cm và xếp vào hai bên như thế. Vậy là ta đã có đủ toàn bộ các thanh cần thiết cho diều. Việc cần làm bây giờ là nối chúng lại với nhau để tạo thành một khung diều. Tôi lấy thanh thẳng ra và từ một đầu lớn hơn của thanh, ta sẽ áng xuống phía dưới khoảng 12cm, rồi cẩn thận tạo thành một rãnh chữ U ngay tại dấu này, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ nhất xếp vào rãnh vừa tạo trên thanh thẳng. Dùng dây, tôi sẽ buộc lại tại vị trí này, nhưng trước khi nhỏ keo, ta cũng cần điều chỉnh điểm giao nhau giữa thanh cánh và thanh thẳng, tạo thành một góc vuông, và đoạn nối gần nhất từ phía ngoài đầu cánh vào được hướng về bên trong bụng diều, rồi mới cố định lại bằng keo. Đồng thời, đo từ thanh cánh vừa buộc được xuống phía dưới trên thanh thẳng 5-6cm, ta cũng sẽ tạo thành một rãnh chữ U ngay tại dấu này và lấy điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào rãnh vừa có được ở thanh thẳng để ra được một khoảng đều nhau như vậy. Và mặt bằng của thanh sau cũng cần được thẳng song song với thanh trên rồi mới buộc chặt tại đó. Tiếp theo, từ phía bên ngoài của một đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh vào với nhau, dùng dây buộc cho chúng được cố định và qua bên đầu cánh còn lại ở phía bên buộc tương tự giống như thế. Xong rồi, từ thanh thẳng, tôi sẽ đo đều ra ngoài ở thanh cánh trên lần lượt 15cm ra tới ngoài đầu cánh. Và đo giống tương tự như vậy với thanh cánh dưới và cả hai thanh cánh ở phía nửa bên. Dùng sợi dây có chiều dài hơn bề rộng của cánh một đoạn, ta sẽ buộc dây giằng qua theo tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh để ra được một form cánh như trong hình. Sau đó, lật khung diều lên trên, ta sẽ làm dấu lại ở ngay giữa bụng diều trên thanh thẳng và lấy một sợi dây có chiều dài hơn cánh một đoạn, ta sẽ buộc một đầu dây vào vị trí giao nhau phía bên ngoài đầu cánh rồi đưa dây về dấu vừa có trên thanh thẳng ở ngay giữa bụng diều. Vòng qua một vòng dây, ta kéo mạnh tay để phía ngoài đầu cánh được cong nhẹ lên trên và thắt dây lại. Ở đây, nửa cánh đã được tôi kéo lên khi cong có chiều dài 91cm. Ta sẽ đưa dây qua nửa bên cánh còn lại, buộc tương tự chiều cong giống với bên trước đó. Rồi tại điểm giao nhau ở tất cả các dây giằng cánh, ta sẽ xếp chúng vào nhau dùng dây chỉ để buộc lại. Như vậy, ta đã hoàn thành được phần cánh, kế đến sẽ là nối đuôi cho diều.
Tôi đo từ thanh cánh dưới xuống 29cm trên thanh thẳng và lấy điểm giữa tâm của thanh đuôi xếp vào dấu vừa tạo được, rồi điều chỉnh cho khoảng rộng được đều tương đối với cánh trên và mặt bằng của thanh đuôi cũng được thẳng song song với các thanh cánh trước rồi mới buộc cố định. Đồng thời dùng một đoạn dây, tôi buộc vào một đầu của thanh đuôi và đưa dây qua tới đầu phía bên sao cho khi buộc xong, sợi dây này vừa đủ căng bằng với chiều dài của thanh đuôi. Tiếp theo, từ điểm giao nhau giữa thanh đuôi và thanh thẳng, tôi đo xuống tiếp 36cm, làm dấu lại ở thanh thẳng, rồi lấy điểm giữa tâm của sợi dây có ở thanh đuôi, ta sẽ kéo về tới dấu này và cố định tại đó. Với khoảng ở bên, tôi sẽ đo từ thanh thẳng qua hai bên ngoài thanh cánh dưới 47cm và từ vị trí giữa tâm của thanh đuôi ra hai bên ngoài 25cm. Sau đó, lấy một thanh nối bẹn, ta sẽ xếp một đầu của thanh vào một bên dấu của thanh cánh dưới buộc lại tại đó và qua đầu còn lại của thanh nối, ta xếp nó vào một bên dấu của thanh đuôi để nó tạo ra một đường cong như thế rồi mới cố định lại. Lấy thanh nối bẹn thứ hai, ta cũng sẽ buộc giống tương tự với bên đã nối được trước đó và khoảng trống giữa bẹn tôi cũng cần buộc thêm dây ràng qua giúp nó được ổn định hơn. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được một khung diều cá bẹn trông cũng khá thú vị. Để may áo cho diều, tôi sẽ dùng hai mảnh vải có màu sắc khác nhau, rồi dùng keo tôi cẩn thận thoa thành lớp mỏng vào một bên mép vải của mảnh này, rồi xếp mảnh kia lên trên để ra được một miếng vải nối liền với nhau như vậy. Bây giờ ta sẽ đặt khung diều lên phía trên và cắt bỏ những phần vải dư theo mép bên viền ngoài của toàn bộ khung đi, rồi tại những vị trí giao nhau tôi sẽ cắt cho vải được sát vào khung như cách mà bạn đang thấy. Việc này sẽ giúp ta dễ dàng ôm sát vải vào trong và kẹp cho vải được thật căng, rồi cẩn thận may lại cho đến khi xong toàn bộ phần cánh và đuôi diều và ra được một con diều cá bẹn nhìn cũng rất hay. Để nối dây cho diều này, tôi sẽ đo từ thanh thẳng qua hai bên thanh cánh trên 9cm và rồi thành lỗ thông qua tại hai vị trí đã làm dấu. Sau đó, dùng một đoạn dây dài khoảng 54cm, ta sẽ buộc vào hai bên lỗ vừa tạo được và có một dây lèo trên trông như thế, rồi lấy thêm đoạn dây khác có chiều dài 1m70. Từ một đầu của dây này, tôi sẽ buộc thành một vòng và xỏ nó qua giữa dây lèo trên. Ta sẽ chỉnh cho dây vào đến giữa thanh thẳng rồi mới siết chặt lại. Với đầu còn lại của dây, tôi sẽ dùi thành lỗ ở phía sau của thanh cánh dưới, luồn đầu dây này qua, buộc chặt tại đó. Đồng thời dùng thêm một đoạn dây nữa dài khoảng 60cm, tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ qua giữa sợi dây 1m70, thắt lại cho chặt. Với đầu còn lại của dây này, ta sẽ buộc vào một đoạn cáp ngắn. Như vậy, ta đã hoàn thành xong toàn bộ dây lèo, việc còn lại là mang diều đem đi thả. Thời gian này, mặt đất ngoài đồng khá ẩm ướt bởi những cơn mưa rào triền miên do ảnh hưởng từ bão. Nhưng không vì thế mà chúng tôi lại bỏ lỡ việc thả con diều mới hoàn thành xong. Bạn thấy, diều đã lên rất nhanh. Mặc dù các ngăn cánh chỉ được làm từ những sợi cáp nhỏ, nhưng diều vẫn cho thấy một khả năng chịu gió khá ấn tượng. Và ở trên cao, diều vẫn giữ dáng, trông rất đẹp. Tuy nhiên, thả được một thời gian ngắn thì ngoài trời gió trên quẩn thành vòng và gió dưới cũng đã hết. Tôi đành kéo diều xuống mang về để khi nào có gió mạnh trở lại sẽ còn mang đi để thả tiếp.